Today I make some fish. We call gray mole. Và họ chính ý thì hay gu thảo à. Chịu cho dặn cái ô hứ. Cái này là cá Việt Nam kêu là cá đối. Là mình kho kiểu của mình. I make by my way. I don't know who will do it, but I like the taste the black sauce. Black bean sauce. Mình sẽ ngồi chính tàu xì. Ngồi cho chúng gì xịt tàu xì, sở gì ngồi cho chăm tao mắn tàu xì. Chính nhờ tất cả này các bạn ngồi chỉnh mắn. Mình làm, mình không biết mọi người có biết tàu xì không, là một loại tương đen của người Hoa đó, hay ăn đó. Thì mình có thể mua tàu xì về làm, mình thì mình tự làm, mà mình có thể mua cái loại hũ sẵn. For the black bean sauce, you can buy in the store, they already make the sauce. But this sauce I made by myself, the black bean sauce. And we need garlic, ginger. I have two different kind, whatever you can have. For the fish, I need more ginger and some shallot. Cho cá thì mình thích có gừng, gừng mình cho nhiều một chút. Rồi củ hành đỏ nè, rồi tỏi nè, rồi and green onion nữa, cho củ hành này nữa. Mọi chầu chỉnh ngọ lọc thó tí cơn, con chung thuộc mài xuyên dùng. Rồi mình có, we have oyster sauce. We have soy sauce, we have sesame oil. Mình có dầu hào, có nước tương ha. Có dầu mè. We need sugar, mình cần đường nữa. Thòn đó, đường dầu đó, xì dầu đó, mà dầu đó. Okay. Này, okay. First of all, I get some 1 tablespoon of oil, mình cho chút dầu ăn. Ca dầu. Ginger, gừng ha, tỏi, với hành, shallot, garlic, and ginger, tỏi, gừng, củ hành, phi thơm lên ha. This is a green bean I made with my, sorry. The black bean I made by myself, but you can buy in the store. Cái này là tàu xì mình tự làm, ý tàu xì mà chỉ chảo là chảo hơn cho là. Nói chung như là cũng chỉnh nha. Mình thích làm kiểu vậy á. Đảo thơm lên, mình cũng to. Tàu heo mình đảo thơm với tàu xì này thì mình tự mua về mình làm rồi mới thôi, mình có cái mua ngoài chợ á. Mình bỏ vô thì nó hơi ướt á, không có thơm mà. Nhưng mà nếu mà muốn lên lợi bữa nào mình phải chỉ cách cho làm cái tàu xì. Làm thì thơm hơn, mà mình làm sẵn thì là mình muốn làm chưng hay là kho gì đó cũng ok. Cái hành trắng vô, nó là có tí tạp xích, không tạp. Mình cho khoảng, I have add some tablespoon of soy sauce, một soup spoon, một thìa súp nước tương ha. Cắn sâu thôi, ít không cắn. Two teaspoon lượng chỉ trà chỉ, hai muỗng cà phê, dầu hào. Two tablespoon of water, hai muỗng súp nước. Lượng thon căng sủi. Cái cá to xỉu mình cảnh nhiều, mình nếm ha, mày lọc to xỉu thì mình cảnh nhiều. You can just adjust the way you like. Some sugar, 1 teaspoon, I don't know enough or not, I try 1 teaspoon first. Mình cho một muỗng cà phê trước. Hợp lý ơi, cái tôi trả chỉ xin. Mình chỉ cần có cái ngọt thì cho xì đó. Xì ngang ngọt thì cái hẩu mì đó. Mày nói chung thì lọc chảo, ngọ chảo. Cái tóc thùng mình xịt chảo, em nhắm chảo, sao em không lọt chảo. Người Hoa nó thì thích hay để rượu lắm, mà mình cơ đốc giáo á, thì Chúa không muốn mình dùng rượu ha. Thì mình thấy cũng ok, cũng ăn cũng ngon lắm. Xong rồi mình bớt lửa lại, turn down a little bit, get fish in, cho cá vô.
when you buy some store, they have this fish, you can let them clean everything for you. Mình mua cá ngoài chợ thì có nhiều cái chợ họ làm cho mình luôn, còn nếu mà mình biết làm thì mình làm cũng được. Nếu mình dạy làm thì cái video quá dài, nhiều khi mình cũng chưng á, mình chưng cũng làm cái nước sốt y chang vậy đó, mình chưng cũng ngon lắm. Mọi người kể sẽ hãy chưng, mọi người chỉnh đi con sốt á, chỉ có chấp cái giường cũng dẫn chưng nó kêu hú xịt kìa. You can steam, if you want to steam you can make almost the same sauce and you marinate the fish and then you steam it. But I try this way maybe a little faster. Now we lower the heat, just a simmer. Add a little bit sesame oil, cá xíu xíu mà dầu, cho chút xíu dầu mè ha. Mình chắc không đủ nước, I don't think it's enough for water. I get some 2 more tablespoons of water. Mình thêm 2 muỗng súp nước nữa ha. Và cá tôi là con cắn sủi thêm một cá nằm câu với mày hủ tài cầu cái gì. Mình sợ không đủ nước đó, sẽ nó không có chín được á. Okay, mình để lửa riêu riêu mình kho, giống như mình kho vậy á. I make like this a kind of like a braise. Thú chi mà mảnh manh thì cũng vậy. Mà đi hỏi gì cá thí sủi cũng ngon mà mảnh manh này ha. Ok. Cũng ngồi đi hỏi gì manh cái gì có tắt một câu sủi mà hỏi cá cũng mà tiêu cái mì si ha, mì tàu á. I think I have to need more water, a little bit salty. Hơi bị mặn, mình cá mình thôi thêm nước ha. Quý vị hàng háng hàm tí, sở dĩ ngồi dù cá to, lượng thon căng sủi thêm. 2 more tablespoons of water because a little bit salty. Làm như hơi mặn á, mình cho thêm 2 muỗng nước nữa ha. Cái này mình thay đổi, mình sửa, mình cứ sửa lại, chỉnh sửa lại cái kiểu mà gia cái nêm theo khẩu vị của gia đình mình ăn như thế nào thì mình làm theo kiểu như vậy đó. Với lại nhiều khi cái nồi nữa, cái nồi lớn nhỏ nữa nha, nhiều khi nước nó không đủ thì mình thêm đó. Rồi mình cứ cứ kho riu cho tới cá chín thôi. Mình nghĩ cái này chắc khoảng 15-20 phút là được rồi. This one we just keep simmer about 20 minutes or so, and then until it cook and then we can eat. This one, cái tí nữa hỏi gì mà hàng hàng mắn mắn mà mắn mắn, mà làm gì sợ phanh chung chỏ dầu đó, mà để sụp cho hỏi gì xịt cái đó. Cam, I add the rest of the ginger in. Cũng ngồi vào khẩm coi là, and then I cover the lid, let it simmer. This is the fat from fish. My husband loves this one. Cái này là cái mỡ trong con cá, cái bao tử cá. This is stomach. Dưới này có cái quầy. Ha. Mà do xíu xíu có đi dầu. Còn nó hàng hàng manh rồi đó. Ví dụ mỗi thà trường ngọt xì hạ mắt nhất chẳng chẳng to một phân chung á cũng ngọt thì xì hạ thấy đó ha. Bây giờ ngọt lắm một phân chung bị sụt này dù mắt tù thì sập phân chung cho dọn mà mắn mà mắn.
mắn tham to ha kho nước sệt sệt vậy đó mắn tham to thì tôi mới ăn cho sạch tôi họ nói thì phải chỉ túc gì sập cánh trung hào túc cho cái chuyên nó thì cho sạch tắt lại à, mình kho dễ cứ riu 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 nước riu riu tới tới hồi muốn nó biết nó chín hay không mình lấy cái đũa đâm nó thủng mà chết trả nó chín sorry à, phía xì ngó thì thấy à, sụp chó họ thì hỏi gì sạch lại. We can after 20 minutes you can poke the meat of the fish with the chopstick. If you get through, that means it's cooked and then you can eat. Okay, and then you can add some more this in. Yeah, pretend that it's cooked. Okay, I think it's one side is cooked already. Thứ trước tới nếu mà nó đâm thủng được là chính thôi. Ok, I think I don't keep the video so long. You guys can try and you cook about 10 minutes one side and then 10 minutes another side, around 20 minutes is cooked. Okay, if you want to keep it longer, is absorb more sauce will be okay. It's more tasty though. Xong rồi đó, tưởng tượng giống như là chín rồi đi ha. Ok.